Em Trâm xin được gửi lời chào tới toàn thể các bác nhá. Hôm nay là một chiếc xe thể thao hai cửa mang thương hiệu của Hàn Quốc, nhập khẩu nội địa luôn. Mời các bác cùng xem. Chỉ có hai cửa thôi các bác nhá, nhưng mà được thiết kế nó là 5 ghế đấy ạ. 5 người ngồi các bác nhá, 5 người ngồi. Nhưng mà chính xác là nếu mà trên đăng ký đấy ạ thì đó là 5 ghế các bác nhá. 5 ghế nó không giống như một số những cái mẫu xe Hyundai Genesis đâu. Mẫu này là 5 ghế. Nội thất là trong của xe đây. Đấy, các bác xem. Số tự động. Và chiếc xe thể thao này với động cơ chỉ có 1.6 thôi. Chiếc xe được mang tên là Kia Cup, sản xuất năm 2009 các bác nhá. 2009, số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc nội địa Hàn Quốc. Đấy, với cái lớp sơn màu rất là đẹp. La răng thì đây các bác thấy này, một bộ la răng thể thao nhìn rất là hầm hố và đã được sơn màu đỏ rồi. Xe mang biển 98, tên tư nhân, tên cá nhân sử dụng các bác nhá, chứ không phải là tên công ty. Xe đăng kiểm của đến tháng 6 năm 2022. Đấy. Các bác cùng xem về hình dáng nội ngoại thất của chiếc xe mang tên là Kia Cup này. Động cơ máy 1.6 rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Các bác biết thì những cái dòng xe mà thể thao thì sẽ rất là tốn nhiên liệu đúng không ạ? Đấy, rất là tốn xăng. Thế nhưng mà chiếc xe này thì lại chỉ ở tầm khoảng trên dưới 7 lít trên 100 km thôi các bác nhá. Đấy. Một mẫu thể thao rất ít xăng luôn. Vì động cơ chỉ có 1.6 thôi mà. Đấy, nội thất đây. Một chiếc xe còn rất là mới luôn các bác nhá. Đấy, xe thiết kế là có cửa lock này. Đấy, điều hòa auto này, đấy, cửa lock này, khóa khiển này. Và các bác có thể nhìn thấy ở đây, xe trang bị có đèn lồ thông minh start-stop các bác nhá, đèn lồ thông minh start-stop đây. Đấy. Và trang bị thì rất là nhiều tư khi an toàn. Đấy, có vô lăng tích hợp. Đấy, vô lăng tích hợp này, điều hòa auto này, cần số zig zag này. Đấy, chuyển khiển đây các bác nhá. Đấy, và đây là các bác thấy là có gương chống chói này, đúng không ạ? Đây, túi khí nữa đây. Túi khí nữa đây các bác nhá. Chạy rất là thích luôn. Bác nào có nhu cầu mua chiếc xe thể thao ít xăng thì các bác xem chiếc xe này nhá. Còn thì cửa hàng em cũng đang có một chiếc xe thể thao nữa là em đang đi, chiếc xe Hyundai Genesis cũng sản xuất năm 2011 luôn, 2011 các bác nhá. Đấy, chiếc xe này cũng đã được lên đuôi gió này, đúng không ạ? Lên đuôi gió rồi. Và ở đây thì có hai ống xả các bác nhá, có hai ống xả, một cái ống xả ở đây thì có cái chỗ lipo đấy nó bị tuột, mình có thể là mua mình lắp vào đây ở bên đây các bác nhá, tuột bên đây này, còn đây vẫn bên đây vẫn còn đấy, có cam nùi và có cảm biến nùi. Với tầm tiền các bác bỏ ra chỉ có hơn 300 triệu một ít thôi thì mình đã có quyền, đã được sở hữu chiếc xe này rồi. Đấy, mua chiếc xe này về sử dụng rồi các bác nhá. Một mẫu xe rất là trẻ trung, rất là cá tính và cũng mang chất là mạnh mẽ thể thao, đúng không ạ? Các bác mua về mình sử dụng gia đình rất là ok, sử dụng về việc về công việc, ví dụ như là mình sử dụng kinh doanh nữa cũng rất là ok, kinh doanh xe hoa đám cưới, đúng không ạ? Chiếc này các bác về mình độ thêm, nhiều con thì em thấy là độ cả cửa cắt kéo, có nghĩa là cửa cánh rơi lưng lên trên đấy ạ, lưng lên trên đấy ạ, và có thể là độ thêm phần đầu và độ thêm phần đuôi nữa. Và có thể độ thêm body kit các bác nhá. Còn chiếc xe này thì nó cũng độ được một số thôi. Đấy, độ được một số thôi các bác nhá. Còn thì các bác mua, mình có nhu cầu độ cái gì các bác cứ bảo bên em, bên em độ cho đầy đủ, theo ý muốn của các bác luôn. Lốp dày này, lốp dày, la răng đúc, phanh ABS 4 bánh, la răng đúc nguyên bản theo xe. Động cơ máy 1.6 thôi các bác nhá. Các bác lưu ý là như vậy cho em. Và có gương chỉnh điện, có cục gương tự động. Chiếc xe với lốp sơn là màu ghi xám các bác nhá. Màu ghi xám. Nhập khẩu nguyên trước thì chiếc xe chạy nó sẽ chắc hơn. Đấy, nó sẽ đầm hơn. Và tất nhiên thì đồ đạc của nó cũng sẽ bền hơn rồi, đúng không ạ? Nó sẽ hơn hẳn những cái mẫu xe đến từ Việt Nam, lắp ráp tại Việt Nam. Đấy là em đang giới thiệu sơ qua cho các bác biết về cái dòng xe Hyundai, dòng Kia Cup này các bác nhá. Còn thì tất nhiên sẽ lần lượt, sẽ theo quy trình nên là em sẽ giới thiệu trước và sẽ quay chi tiết sau.
để xem thêm tiếp tục những cái mẫu video khác, những chiếc xe khác mà cửa hàng bên em đang có, bãi xe bên em đang có, thì các bác hãy nhấn đăng ký kênh, nhấn theo dõi để được thường xuyên cập nhật và thường xuyên xem những chiếc xe mới nhất của cửa hàng em mới về các bác nhá. Rất nhiều. Hiện tại thì lúc nào cũng là trên 100 chiếc xe các loại, và ngày nào thì bên em cũng bán từ 3 đến 5, thậm chí là đến 10 chiếc xe một ngày. Đấy, và tương đương là về cũng vậy, nhập về cũng vậy, nó cũng sẽ tầm khoảng đấy các bác nhá. Đây rồi. Em sẽ quay chi tiết cho các bác mình xem luôn đấy ạ, không để cho các bác mình chờ lâu nữa. Đấy, chiếc xe thiết kế thể thao, cho nên là cái kính của nó này, mình có thấy này, nó không có viền và nó không có xương, đúng không ạ? Khi hạ xuống nhìn rất đẹp mắt nhá. Hạ xuống thì nó sẽ không có viền ở trên đây đâu ạ. Đây các bác nhìn này, nó toàn có kính không này. Đúng không ạ? Tiếp sẽ hạ xuống cho các bác xem nhá. Mà bây giờ em hạ luôn đi. Đúng không ạ? Ấn để nổ, để cho chiều, để cho hệ thống nó ở cái trạng thái chuẩn bị. Đây em hạ xuống cho các bác xem nhá. Đây, kính để xuống rất là nhẹ này. Và khi hạ xuống thì nó sẽ như này nhá. Đấy, nó sẽ như thế này này. Đấy, các bác thấy không ạ? Chiếc xe thì đảm bảo cam kết cho các bác xe không bị đâm đụng. Không bị đâm đụng nhá. Điều hòa gió rất to, em tắt đi đã. Trước tiên em tắt cái điều hòa đã, tại vì sợ nó hết bình. Đấy, rồi ok. Thì bây giờ em sẽ quay chi tiết luôn cho các bác xem nhá. Về vấn đề đâm đụng, va chạm ngập nước, các bác yên tâm, đảm bảo bảo hành cho các bác luôn. Nội thất được trang bị với tông hai màu, màu đỏ và là màu đen. Đấy, màu đỏ và là màu đen các bác nhá. Đấy, mép cửa đây, keo chỉ đây, nguyên hết đây. Đấy, lòng trong sơn rất là bóng đây. Xe hoàn toàn còn rất là cứng đẹp. Rồi còn rất là chất lượng luôn. Đấy. Kính điện, gương điện được làm ở đây hết này. Chốt cửa này. Cái vị trí sơn này vẫn là sơn xịn nhá. Vẫn là sơn xịn. Đấy, nhiều con là sơn lại luôn. Chỗ này có loa check này các bác này. Keo chỉ phần lòng trong cánh cửa đây. Đấy, bản nè, keo chỉ đây, gioăng cửa đây các bác nhá. Chỗ này là vị trí mở cốp này, thì em sẽ mở cốp luôn. Và chỗ này là mở cabo này, thì em sẽ mở cabo luôn cho các bác mình xem khoảng phần khoang máy nhá. Đấy, thông tin tem mác của xe được làm ở đây. Đây các bác thấy đây, đời 2009 đúng không ạ? Đăng ký cuối 2009 các bác nhá. Đấy, móc chốt khóa đẹp. Tổng thể xe còn rất là khá luôn. Gioăng cửa đẹp đây. Và âm thanh nghe rất hay. Rất hay các bác nhá. Đấy, đồ nhựa, đồ da của xe rất là tươi, không bị xước đúng không ạ? Nhiều con cái vị trí này bị xước rồi này, vì nó bằng nhựa mà, chân tay đi vào, bước ra bước vào nhiều đúng không ạ? Chạm chân chạm tay vào. Nhiều con đã bị xước các bác nhá. Kể cả như là cái vị trí ở nhựa ở đây cũng thế này. Cái vị trí nhựa bước lên bước xuống ở đây cũng thế này. Đấy, bộ ghế da thiết kế cũng phong cách thể thao luôn. Mọi chức năng của xe hiện tại đang hoạt động bình thường các bác nhá. Đây có hệ thống chống trơn chống trượt này. Đấy, nhiều con không có, còn này của em là có luôn. Đây là chỉnh đèn này. Đấy, chỉnh một số những cái chức năng hệ thống âm thanh, rồi nút rảnh tay đàm thoại các bác nhá. Nội thất rộng rãi. Trước này nó sẽ rộng hơn dòng xe Genesis các bác nhá. Rộng hơn, kể cả như là phần đằng trước cho đến phần đằng sau, nó rộng hơn đấy ạ. Đấy, chi tiết là phần nội thất bên trong, đồ nhựa, đồ da cho các bác mình ngắm đây ạ. Đấy, các bác thấy chiếc xe thế nào ạ? Em nói là một phần thôi. Chủ yếu các bác nhìn trên video đúng không ạ? Đẹp xấu nào thì chủ yếu các bác nhìn trên video là chính nhá. Đây, ghế thì mình có thể gập lại như này nhá, xong mình bước về phía sau. Đặc biệt ở ghế bên kia cũng vậy. Thường thường thì hay bước về phía đằng kia hơn. Đây, khi mình bước về phía sau thì nó sẽ rộng rãi như thế này các bác nhá. Nó sẽ rộng rãi như này. Đấy, bước vào rất thoải mái luôn. Đấy, chỗ này có cái hộp đồ này. Đây, hộp đồ nhá. Chiếc này nó cũng rộng rãi như là Kia Forte, Kia Sedato thôi. Đấy, cũng không khác gì. Nó chỉ thiết kế khác một chút là cái phần cửa này với một số những chức năng khác thôi các bác nhá. Đây, bộ ghế da còn rất mới đây. Ở phía sau này, và loa được trang bị ở cái phần thành này, thành vách này. Đây, chỗ này có hộc đựng nước, khay đựng đồ.
Đấy, sàn của xe thì được bọc da, ở dưới vẫn là sàn nỉ đẹp các bác nhá. Đấy, trần nỉ đẹp, cửa lốc hiện tại đang hoạt động bình thường, cửa lốc trơn tru bình thường các bác nhá. Đấy, ghế thì mình có thể đưa lên đưa xuống tùy ý, tùy theo sở thích của các bác. Đây là phần khu vực nội thất mà em quay cho các bác phần bên tài. Chiếc xe của cảm biến từ các bác nhá, cảm biến từ đây. Mình bước vào xe thì khi mình mở xe đấy không cần phải bấm chìa khóa nhá, bấm tay vào đấy là được rồi. Kính của xe đều là kính zin, đều là kính zin, đời cùng 2009 hết các bác nhá. Đây, lốp dày này, lốp dày cả gian. Đèn trước sau rất là sáng đẹp. Đây các bác xem. Quay phần bên ngoài luôn các bác nhá. À, dòng xe nhập khẩu thì tôn vỏ nó sẽ dày dặn hơn so với lại những cái mẫu mà lắp ráp trong nước, lắp ráp trong nước các bác nhá. Phần lốc đây thì cũng đã được dán đen cách nhật rồi. Sơn xi sạch đẹp. Rất là bóng bẩy. Các bác mua chiếc xe về mình đổ xăng đi thôi nhá, đổ xăng chạy. Không phải làm gì nữa đâu. Cơ bản của xe nó ok hết. Ok hết rồi. Đấy, xe hiện tại đang chạy và đang hoạt động bình thường. Em mua của chính chủ bên Bắc Giang các bác nhá. Đấy, đèn trước đèn sau các bác nhìn này. Đèn pha rồi cho đến đèn gầm nó còn rất là trong đúng không ạ? Và các bác nhìn những cái phần khe mép của xe rất là khít. Và phần sườn của xe này nó không bị gồ ghề đúng không ạ? Nó không bị móp méo và không bị gồ ghề. Đấy, form của nó rất là căng. À, đây là chi tiết cái phần đầu của chiếc xe các bác nhá. Đây, tiếp tục ạ. Với tầm tiền này thì cửa hàng bên em cũng còn rất là nhiều những mẫu xe khác nữa các bác nhá, còn rất là nhiều luôn. Các bác đang quan tâm mình hãy đến trực tiếp tại địa chỉ cửa hàng bên em, là một đối diện với là 166 Hồng Châu. Các bác cứ tìm đến địa chỉ là 166 Hồng Châu, rất là dễ tìm luôn các bác nhá. Đây, gần cầu Cất và gần cầu Cong, phường Lê Thanh Nghị của thành phố Hải Dương các bác nhá. Đây, xinh nhan gương này, rồi tai đèn tai gương rất là đẹp này. Đăng kiểm đây. Bên đây cũng có nút bấm từ các bác nhá. À, hai bên đều có nút bấm từ. Và tiếp tục thì em xin được giới thiệu tới các bác khu vực phần bên phụ. Đấy, khu vực bên phụ nhá. Các bác quan tâm mình theo dõi hết video. Nếu mà cần bàn giá thì các bác cứ alo để bàn bạc về giá cả các bác nhá. Rồi có thể là tư vấn thêm về xe, gửi thêm hình qua Zalo. À, keo chỉ này các bác này, keo chỉ trước sau trên dưới là nguyên zin hết. Tất cả tổng thể xe là keo chỉ còn nguyên, không mất phần nào nhá. À, kính này của xe thì cũng đã được bọc dán và cũng lên xuống giống như kính bên kia nhá. Và kính liền đời này các bác nhìn, số 9 này. Đời 2009 cho nên là kính nó sẽ hiển thị ở trên cái phần tem là số 9 các bác nhá. Đây, phần cánh cửa tiếp tục cho các bác mình xem đây ạ. Đây, vách cửa đây nhá. Các bác nhìn đây không có cái hiện tượng bị kém xấu đúng không ạ? Đây, đồ nhựa, phần bệ bước lên xuống này. Rồi, móc chốt khóa này. Rất là sáng đẹp. Đây, cái này nó hơi bẩn các bác nhá, về mình vệ sinh nó ok. Chiếc xe thì hiện tại thì em đang chưa vệ sinh hết, còn một vài vị trí nữa thì các bác mua về mình vệ sinh thêm. Cái đấy thì thực sự đơn giản thôi. Và ghế đằng sau ấy, đây, ghế đằng sau mình muốn bước vào thì cái ghế bên phụ này các bác mình cầm lại xem. Thế nó đã lên rồi nhá. Đây, mình đẩy cái này lên. Đấy, thì ghế tự động sẽ đưa lên các bác nhá. Sẽ đưa lên hết tầm cho các bác vào được dễ dàng hơn. Mình có thể là bước ra, bước vào bằng hai bên. Đấy, rất là dễ nhá. Nhiều người
đôi khi thoạt nhìn thì cứ tưởng là chiếc xe này là chỉ có 2 chỗ đúng không ạ? Thực tế nó là 5 chỗ các bác nhá. Và nội địa Hàn Quốc đấy thì nó sẽ có những cái nút mà sấy ghế này. Vì Hàn Quốc thì các bác biết nó là xứ lạnh mà đúng không ạ? Đấy, nó là xứ lạnh. Cho nên là nhà máy thiết kế ra có những cái hệ thống sưởi ghế mùa đông. Sưởi ghế mùa đông các bác nhá. Đây, chìa khóa đây. Và chỗ này có cổng nghe nhạc USB Import AUX các bác nhá. Đấy, có hai cổng điện ra 12V. Hệ thống âm thanh đầu đài của xe rất là hay. Đấy, không biết là có đĩa ở trong đầu chưa. Đầu đài zin nguyên theo xe các bác nhá. Có cả Bluetooth này. Đấy, có cả Bluetooth nhé các bác nhá. Đấy, tất cả đồ nhựa này. Và các bác xem cái phần vô lăng của xe này. Đúng không? Đây. Nhờ các bác cùng tiếp tục xem những cái vị trí khu vực tắp nô. Cốp đồ rộng này. Đấy, sàn ra đây các bác nhá. Thế là phần nội thất bên trong em cũng đã giới thiệu cho các bác nhà mình cũng tương đối rồi, đúng không ạ? Tương đối rồi. Các bác cần xem thêm phần nội thất, các bác vào kết nối Zalo cho bên em nhá. Và bây giờ là những cái phần quan trọng nữa, phần vỏ bên ngoài của chiếc xe. Đây các bác xem, là nước sơn bóng đẹp, thân vỏ led căng, tất cả khe mép của xe rất đều, khít đúng không ạ? Kính của xe được bọc dán loại tốt rồi các bác nhá. Lốp dày cả dàn 4 quả luôn. Em cũng sắp quay xong rồi. Sắp quay xong rồi. Các bác nhà mình đợi thêm tầm khoảng mấy phút nữa thôi nhá. Em quay lốt phần gầm và phần máy nữa thì sẽ kết thúc video này. Các bác hãy nhớ ủng hộ kênh bên em nha các bác nhá. Tất nhiên thì trên thị trường cũng sẽ có rất là nhiều kênh để cho các bác nhà mình tham khảo. Đấy. Quan trọng là các bác nhà mình tin tưởng và quý mến kênh nào thôi đúng không ạ? Nhưng mà thực sự cũng phải là quan tâm đến chất lượng và giá cả của chiếc xe nữa đúng không ạ? Phần em quay các bác xem lốt phần gầm nhá. Này các bác thấy thì bên em quay xem nào cũng vậy, quay rất là chi tiết luôn. Đây gầm sàn đây. Đây gầm sàn sáng đẹp nhá. Gầm sàn hoàn toàn là sáng đẹp. Chuẩn bị quay đến phần máy rồi. Và quay lốt cho các bác xem phần gầm bên đây nữa này. Đây các bác nhá. Gầm đẹp. Gầm đẹp nhá. Máy nhá. Đây rồi cốp sau nữa luôn. Đây cốp đây, cốp rất là rộng. À, chủ xe trước thì cũng đã được độ thêm cái điện đằng sau, điện đèn đằng sau các bác nhá. Tiếp tục thì là phần động cơ. Phần động cơ của chiếc xe này thì em chỉ nâu qua thôi, nâu sơ sơ qua qua phần bên ngoài thôi. Còn cũng chưa rửa máy các bác nhé. Để nguyên như vậy. Đây, các bác xem cho em cái phần động cơ. Đấy, máy 1.6 cho nên là nó rất là gọn này, các bác nhìn này. Đấy, nó rất là gọn, máy rất là gọn luôn. Cabo đây. Nỉ chống nóng của cabo còn đẹp đây. Keo chỉ nguyên, đúng không ạ? Máy số đại chất, máy số các bác nhà mình không chê được về máy số các bác nhá. Hệ thống nước nóng rồi tất cả chức năng, tất cả những cái mà ở xung quanh con xe vẫn còn nguyên hết. Xung quanh khoang máy nguyên hết các bác nhá. Rồi, cái chiếc xe thể thao hai cửa này, một mẫu xe mà thiết kế rất là độc và rất là lạ. Đấy, độc lạ như vậy nhưng mà lại rất là sẵn đồ. Thị trường độ đặc của nó rất là sẵn luôn. Lắp chung với dòng xe Cerato hay là Porte các bác nhá. Lắp chung đồ vì nó giống nhau mà. Nó chỉ khác nhau cái phần vỏ thôi. Khác nhau một chút phần vỏ thôi các bác nhá.
rất là sẵn. Các bác mua dòng này về đi rất ok này. Các bác thấy ưng, thấy thích, thích chiếc xe mà hợp lý cho các bác mình mua về dùng thì các bác nhanh tay gọi điện cho bên em để được chốt giá đẹp các bác nhá. Theo hai số điện thoại là 093 858 6307 hoặc 0389 000 55 để được hỗ trợ tư vấn, để được biết về mọi thứ về chiếc xe, thủ tục sang tên, mua bán, vận chuyển. Bên em hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc. Bên em có thể là giao xe, mang xe tới tận nơi, chuyển xe tới tận nhà để cho các bác xem. Xem xong mình ưng thì lấy bên em đánh đến tận nơi cho. Không ưng thì bên em lại đánh về các bác nhá. Vâng, video về chiếc xe này thì em sẽ được dừng và xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bác vào những video sau ạ.